Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở thực hành toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tìm một thừa số của phép nhân. Bài số 1, viết số tích hợp vào ô trống 2 ta nhân cho bao nhiêu, chỗ này là bằng 16. Thì ngay chỗ này là muốn tìm cái thừa số cho biết, đây là tích nè, đây là một cái dấu nhân, thì đây là một cái tích. Tích thì chúng ta hai cái này được gọi là cái thừa số. Đây là thừa số thứ nhất và đây là thừa số thứ hai. Hay còn gọi là đây là cái thừa số đã biết và đây là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết. Rồi, như vậy ta lấy 16 ta chia cho 2 là bằng 8. Rồi, chúng ta nhẩm lại chúng ta xem 2 nhân 8 bằng 16. Bài này cũng vậy. Đây là một cái dấu nhân, dấu nhân là một cái tích thì đây là một cái thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết. Tích là 27 ta chia cho 3. 27 chia 3 là được 9. Rồi, 9 nhân 3 là 27. Cái này cũng vậy, muốn tìm thừa số cho biết ta lấy 8 ta chia cho 2, tích ta chia cho thừa số đã biết, 8 ta chia 2 là bằng 4. Này cũng tương tự giống như trên, ta lấy 25 ta chia 5 là được 5. 32 ta chia 4 là được 8. 5 ta chia 5 là được 1. Bài số 2 tìm x, x ta nhân cho 3 là bằng 24. Như vậy là đây là một cái dấu nhân ở đây là một cái tích. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, đây là thừa số chưa biết này, ta lấy tích này, ta chia thừa số đã biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết, nó giống như trên vậy thôi. Như vậy ngay đây là x này bằng 24, ta chia cho 3, x bằng là 8 nhân 3 là 24. Bài này cũng vậy, muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết, x bằng 7. Bài này cũng vậy, muốn tìm thừa số cho biết, ta lấy là tích, ta chia thừa số đã biết, x bằng 5. Bài số 3, sân trường có 18 cây trồng thành 3 hàng, hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây? 18 cây mà chúng ta sẽ trồng thành 3 hàng, 3 hàng. Thì ta lấy 18, ta chia cho 3, sẽ được là 6 hàng. Số cây mỗi hàng có là mười tám ta chia cho 3 bằng 6 cây, đáp số 6 cây. Chúng ta qua tiếp bài số 4. Một số nhân với 2 thì được 10. Số đó nhân với 8 thì được là bao nhiêu? Rồi, người ta nè. Một số nhân với 2 thì được 10, ta lấy 10 ta chia 2 là được 5 đúng không? Này, số nhân với 2 thì được 10, như vậy ta lấy 10 ta chia 2 là được 5, số đó là 5. Yeah. 5 ta nhân cho 2 là được 10. Số đó nhân với 8 thì được là kết quả bao nhiêu? Ta lấy 5 5 này. Ta nhân với lại 8 bằng 40. Để đáp số là 40. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, tài liệu và bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm ha. Chúc các em học giỏi.